Hello, hôm nay là mình đang đứng ở đây là xã Cát Tiến, Quy Nhơn Bình Định nè mọi người. Hôm nay mình là ngày 17 tháng 9 đó, mình quay cảnh này cho mọi người xem là tại Quy Nhơn Bình Định có cảnh đẹp như thế nào nha mọi người. Rồi mình chúc mọi người sức khỏe nha. Rồi mọi người hãy theo chân dắt 79 đi tới xem cảnh Quy Nhơn Bình Định. Đó, mặt trời giờ nó lên nè, đó cảnh cảnh đồi núi mọi người. Đó. Còn đây khách sạn nè mọi người, khách sạn xã Cát Tiến đó, khách sạn nằm trên núi ha, quá đẹp nha khách sạn nha. Còn này là con đường đi xuống ngay chỗ bãi biển, bãi tàu bên xã Cát Tiến, cái bến ở neo tàu để vô hải sản mọi người. Hồi nãy rồi cảnh nãy đó mặt trời lên, giờ nó lên nó lè ra nè mọi người, cảnh là rất là đẹp nha, cảnh quê hương Bình Định nè. Quê hương tôi có biển có bờ đó, nãy mình quay cái mặt tối thui à, đó, giờ mình quay cái mặt sáng mặt mình nè. Đó, cái cảnh này là cảnh Bình Định, đường xuống Cát Tiến của trung tâm xã Cát Tiến nè mọi người. Nay nó lên thị trấn thuộc về địa phận của các là thành phố Quy Nhơn nha mọi người. Thank you.
cầm cái là của Vi Nguyễn đang chụp đầu cuối nè. Đầu cuối đây đó, dễ thương ha. Này mình quay ké với anh em làm cái chụp hình cưới hôm nay, cái gói ngoại cảnh nè, cảnh nó đẹp quá mà. Cô dâu chú rể cười tươi nào đó.